Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà của Hoa tiếp tục cưa ở Bà Đuân, ở ấp 3 An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đây là quê ngoại của Hoa. Bà của Hoa sẽ cưa cây sao. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Có đang leo mấy thì sao, đang mấy thì sao, chưa mới ra leo lên nè. Qua cây rất là cao, khoảng 20 mét. Sẽ mé giống như những cây sao bên kia. Thì chủ nhà đã có mé bớt rồi. Những mấy cái nhánh sau thì sẽ dùng để chất trà để trồng bầu, mấy cái bầu này. Hai hàng hai bên. Bầu trời buổi chiều hơi là chói nắng, mong quý vị thông cảm cho Hoa. Rất là tối. Ở phía dưới cũng rất là trống, chủ nhà mới vừa cải tạo đất lại và trồng những cây con lại. Như vậy là ba mình sẽ chừa lại cái đọt như thế này. Oh.
sát những cái nhánh đó thì mốt nó sẽ liền da lại và đắp thêm từng lớp lên. Mình mấy nhánh như vậy là đã hoàn thành rồi. Cây rất là lớn. Dùng những nhánh trà này để làm vàng bầu. Ô, chào bà con nha. Mấy gì á, chẳng cho nó xuống cái này lại. Nó liền lại, nó xuống, nó lẹp cái giống như xuống xuống kia kìa không. Chứ mình là ra một khúc vậy đó, là nó sẽ lên trượt lại. Tại vì nó có cây rượu. Ủa, ngay cái phần ẹo này nè, nó sẽ liền lại và ngay lại luôn. Mấy cây sao rất là nhiều. Đây khoảng 20 mấy cây sao luôn, của nhà kế bên. Rất là cao. Cao hơn ở khu công nghiệp Sa Đéc nè. Nhánh cây sao rất là lớn. Ngày nãy nghe ba mình nói cái hoành này ôm không giáp luôn, có thể là 130 nữa. Nhìn nhỏ mà cũng rất là bự. Thôi cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo.
Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây cưa thêm một cây sao. Nó mé hết ở phía trên nè. Cũng rất là cao. Ra giữa mưa luôn, ngâm cái cây luôn. Dùng để bắt cầu. Mình xéo qua luôn. Giáp cái sông luôn. Giáp cái mương. Cây tàu vườn rất là tốt, trồng rất là nhiều mận ăn phước. Ở bên đây là trồng nguyên vàng ổi. Bên kia là mít rất là nhiều, có chôm chôm đó. Đây là vườn nhà cậu Năm của mình, đi lên hái chôm chôm ăn luôn. Không tới chiều cao có hạn nè. Xuất sắc luôn. Quá đã, đã. Vườn mận rất là lớn, mới bọc lại thôi. Đây có cây cốc nữa nè, nó qua bẻ. Ôi nghe cổng dây điện nữa nè, để mình tắt máy mình quay. Đây là thành quả quá đã luôn. Về miền Tây ăn trái cây đã luôn nè cả nhà. Về quê ngoại của Hoa nha. Sabo, chôm chôm, mận và cốc cày nữa. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin cảm ơn rất nhiều.